Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu tựa đầu giường gấu bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là các loại gấu mình sẵn có nhé các bạn. Hàng mình có sẵn hai size nhé, 1m255 và 1m675 nhé. Đấy, như hình mình quay, trong cùng là size to nhất là 1m675. Thì tùy nhu cầu của các bạn có thể chọn size cho phù hợp nhé. Ngoài ra, các bạn muốn đặt size khác thì bên mình cũng đặt kích thước theo yêu cầu nhé các bạn. Đây, ngoài của nó là nhìn lung rồi các bạn này, rất chi là dày dặn nhé. Bông, bên trong là bông, các bạn có thể tháo ra được khi bẩn nhé. Có lót bên trong đầy đủ này. Và cái vải này bỏ ra một thời gian nó sẽ đỡ nhăn nhé các bạn. Bởi vì lúc mình hút chân không ấy thì nó sẽ hơi nhăn một xíu. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đây là hàng handmade cao cấp nhé các bạn. Đây, mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì hay nhắn tin thì các bạn cứ nhắn tin shop nhé. Chào các bạn.